sống đô thị nhộn nhịp, sự xuất hiện của những công trình xây dựng, nhà hàng, quán cà phê đã đáp ứng những nhu cầu tất yếu trong đời sống con người. Nhưng làm thế nào để chúng có được điểm nhấn riêng giữa vô vàn những ngôi nhà và những quán cà phê? Vẽ trên tường thì nó cũng phá vỡ được cái không gian chật hẹp ở cái bức tường. Nó sẽ tạo ra một cái phong cách riêng biệt. Những bức tranh tường làm cho tôi cảm thấy thú vị, thấy thư thái và thoải mái hơn. Tranh tường xuất hiện ở Việt Nam khoảng 4-5 năm trở lại đây và nhanh chóng được ưa chuộng. Không chỉ bởi màu sắc bắt mắt, hình ảnh sinh động mà tranh tường còn có khả năng phá vỡ sự khô cứng của những bức tường, tạo cảm giác và điểm nhấn về không gian cho các công trình. Chưa kể đến, người dùng còn được tùy ý lựa chọn những mẫu tranh tường trang trí theo sở thích và phong cách của mình. Không gian ở quán thì nó có nhược điểm là nó hơi chật hẹp và nó hơi tối một chút. Từ khi tôi lựa chọn cái loại hình vẽ tranh tường này, tôi cảm thấy quán của mình rất đẹp và có một cái phong cách. Nếu như trước kia, tranh tường trang trí đa phần là tranh 2D, thì hiện nay những mẫu tranh 3D cũng bắt đầu tạo nên trào lưu mới. Tranh tường được vẽ bằng sơn acrylic, không mùi, không độc hại và độ bền lên tới 30 năm. Trang trí tranh tường thì tiết kiệm được diện tích, không phải mất nhiều diện tích để trang trí trên tường. Người sử dụng cái hình thức trang trí tranh tường muốn thay đổi phong cách thì có thể xóa đi và vẽ lại một cái khác rất là dễ dàng. Ở không gian rộng thì chúng ta có thể trang trí những tranh tường có nhiều chi tiết và những bức tranh lớn có sự choáng ngợp. Khi người xem nhìn những bức tranh lớn như thế thì họ sẽ bị ấn tượng bởi cái sự choáng ngợp, bởi không gian rộng của những bức tranh đấy. Còn khi trang trí ở cái không gian chật hẹp thì chúng ta lại phải chọn những bức tranh có ít chi tiết nhưng không gian phải sâu và thoáng thì mới tạo được cái hiệu ứng tốt cho không gian của mình được. Bằng màu sắc và những nét vẽ, tranh tường đưa con người đắm chìm trong thế giới đẹp đẽ, bay bổng của sự tinh tế và trí tưởng tượng. Mỗi bức tranh tường không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ và sở thích của người sử dụng, mà nó còn thu nhỏ những không gian rộng lớn, trở về sinh động trong tầm mắt của con người.